Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình chém gió, thều thào, video chiến sự ngày thứ 841 của cuộc chiến Ukraine và 842. Chúc quý vị một thời gian vui vẻ, à, tươi trẻ với những video chiến sự nóng bỏng và rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị khán giả nhé. Chúng tôi cũng còn chút thời gian tranh thủ à ơi cùng quý vị thôi. Và quý vị nào vẫn tiếp tục uh, uh, ủng hộ tôi uh, ra những video kiểu như này thì mong nhận được uh, sự like liếc, comment có miếc và đăng ký đăng ký của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta thử xem hình ảnh Su-30 của Nga bắn chặn UAV của Kena xem như nào. Ôi rồi Su-30 sử dụng tên lửa không đối không tiêu diệt UAV cảm tử UAV đồng nát đã lấy đi một con tên lửa không đối không đắt tiền xem là kết quả nào đây là con UAV này Ô, thôi xong rồi xong con UAV rồi và đây là một con UAV tầm xa nó chạy vào cái hướng phía này này quý vị này đấy đây là một cái hướng mà rất nhiều những cái nguồn tài lực của phía nga phục vụ chiến tranh và kinh tế cho nên là Su-30 thường xuất hiện ở khu vực biển đen và à, biển Crimea và Novorossiysk để bắn chặn những cái uav của phía Ukraine và một cái uh, nhìn trông rất là đẹp mắt. Một video rất thú vị. Hôm nay thì uh, lữ đoàn 102 của Ukraine đang họp hành ở hướng Zaporizhia. Sau đó thì uh, những quả tên lửa, uh, những quả bom FAB đã vâng nhìn chung là đã đã thổi bay rồi. Thổi bay toàn bộ căn cứ, à, nghe đồn lúc bây giờ thì có vài chục chỉ huy của Ukraine đang họp ở trong khu vực đó. Bên ngoài rất nhiều ong ve đang đứng à, tài xế tài xế đấy. Cho thấy rằng tài xế như vậy thì có nghĩa rằng là bên trong toàn là dạng gọi là tá tiếc trở lên đấy, đúng không ạ? Nếu không không ấy thì còn có cả tướng đấy. À vâng, đây là hình ảnh mà mươi à, mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng mà người ta vẫn chưa dập được cái đám cháy ở kia ép lớn ngày hôm qua Khi mà tên liệu của Nga tấn công Đây là cái vụ ngày hôm qua này Tấn công ở kia ép nhá Xong rồi là trời mưa Và bây giờ đã là 36 tiếng rồi Đến bây giờ thì gần 48 tiếng rồi Thế nhưng mà người ta vẫn chưa gật dập được cái vụ đấy Phải nói là vụ cháy không hiểu là cháy cái gì Chỉ biết là một cái nhà máy thôi đây là vụ uh, tấn công tên lửa ở vùng Kirogros bằng Iskander ngày hôm qua. Vâng, một cái video này rất đáng lưu ý quý vị ạ. Nếu quý vị nào mà chúng ta hay xem phim thời Trung cổ hay là chơi mấy phim đề, game đế chế đấy trước ấy. Ad of kinh đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái máy bắn đá thời trung cổ và bây giờ quân đội Israel đã lấy để mà bắn tên lửa uh, bắn uh, bắn lửa về qua bức tường biên giới về hướng Liban Đấy. và ngày hôm nay thì cũng là ngày mà Liban họ đã tiến hành phả trả đũa trên 100 tên lửa vào lãnh thổ Israel nghe đồn là rất nhiều tổn thất bốn khu vực lớn đã bị tấn công còn trên hình ảnh là quý vị có thể xem pháo uh, bão mặt trời kết hợp với lại cuồng phong tornado s của nga và mặt trận của ukraine ở hướng uh, và hướng này là hướng uh, mình tôi quên mất cái hướng gì rồi hướng uh, adipka vâng một cái mặt trận ở phía bắc của adipka Tên lửa cuồng phong thì nó là một trong những dòng tên lửa mà nó khá giống với lại cái con Hima của phương Tây, của Mỹ. Đấy, quý vị nhìn xem. Tuy nhiên thì cái con đó nó nặng đè hơn, nó không được cơ động như con Hima. Nhưng tầm bắn các thứ, hỏa lực, đặc biệt là cái hỏa lực sát thương của nó thì ác hơn con Hima. Và một hình ảnh quá xấu cho nên chúng ta cũng không cần biết nữa. Hình ảnh của Bộ Quốc phòng Nga liên quan tới phi đội Su-34 tấn công bằng bom FAB ở hướng Uleda. Và một hình ảnh có thể nói là rất biểu tượng, đúng không ạ? Thực tế thì hàng ngày ấy, Nga đã xuất kích đến hàng... Vâng, bây giờ nếu bây giờ một tháng họ bỏ mũn 4.500 quả thì mỗi chuyến bay đây đấy bốn quả đấy quý vị nhìn nào nó rơi bốn quả đúng không rất đẹp như vậy là một ngày nga có thể xuất kích tới hàng trăm chuyến đúng không ạ trên dưới trăm chuyến à, khi mà nó bỏ bốn quả xong nó nghiêng này đấy rất đẹp uzo Zaya ở đây quý vị ạ đang có một trận đấu rất dữ dội diễn ra trong trung tâm thành phố này và có khả năng bây giờ thì Ukraine vẫn đang giữ được thế trận nhưng mà đấy là thời điểm cách đây buổi sáng còn không biết bây giờ thế nào xe bọc thép 113 của Ukraine chạy giữa làn hỏa lực của phía nga ở hướng Chasovja cũng là một hình ảnh rất là biểu tượng đúng không ạ rất đẹp Máy bay trực thăng của Mỹ quần thảo ở khu vực bãi biển Florida. Vâng, họ đang làm tất cả mọi thứ để có thể phát hiện ra những chiếc tàu ngầm. Cũng như tập trận, sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp mà Nga có thể bất ngờ úp sọt từ hướng Cuba. Vâng, rất có khả năng đây là máy bay F-25. Ờ, à, F-22. <laughs> Còn đây là con máy bay gì đây? Trông nó... Giống cái con F113 ngày xưa 111 ấy Vâng Vâng, rất khó hiểu cái con này nó là, là con gì à, cuối cùng thì người Mỹ nói rằng không có chuyện gì đâu thế nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã thấy rằng là vâng đã tốn rất nhiều xăng dầu để tập trận tên lửa di con đã xuất hiện ở cửa ngõ rồi vũ khí hạt nhân rất có khả năng đã nằm trong cái tàu ngầm và rất B2 à quý vị bóng ma tàng hình nhỉ à? ghê gớm vậy uav ripper này đấy cái này mà bảo là không có gì đâu riêng tiền xăng cái này là cũng thể là gọi là đi hát karaoke hạng sang mà vài, vài tiếng đồng hồ được rồi xem một cái video nhân ngày quốc khánh nga xem có gì đặc biệt không hai năm 2022 và những hình ảnh à... Nga tiến vào Ukraine. Thôi, chúng ta bỏ qua cái này không thì nó mang tính chất tuyên truyền cho điện Kremlin thì nó lại mới mất cái sự công tâm, đúng không ạ? Tàu ngầm hạt nhân Kazan đã xuất hiện trong cảng Havana. Vâng không có cái gì có thể tồi tệ hơn quý vị. chúng ta có thể nói rằng đây nó là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba lần thứ hai ở cái mức độ quy mô nguy hiểm hơn. bởi vì bây giờ tàu ngầm hạt nhân nó mang tên lửa hạt nhân. làm sao các ông biết được? đúng ạ. ngày xưa thì uh, hạm đội đi đến thì người Mỹ đã dàn hạm đội ra để mà chặn người nga. rồi trở thành một cái sự kiện lịch sử của cả thế giới căng thẳng thế giới tồn vong ở mức độ cao nhất của toàn lịch sử. Thế nhưng mà bây giờ cái khủng hoảng Cuba này lần thứ hai ấy, nó nguy hiểm hơn đấy. Nhưng mà không ai nói gì cả, đúng không ạ? Quan chức Mỹ nói là ôi rồi ôi Nga sang tập trận linh ta anh tinh ấy mà. Nhưng mà chúng ta được biết rằng là rất nhiều các thứ đang được điều động để mà theo dõi. Quốc hội thì đang đưa ra những chính sách để cấm vận Cuba mà khổ nỗi. Bây giờ còn cái gì nữa đâu mà cấm vận. Cấm vận con nhà người ta gọi là đến từng tế bào rồi và xem là một cái áp uh, ram nữa bị bắn cháy không hiểu là vì cái gì luôn rất có khả năng đạn Krasnopol gần 20 cái áp uh, ram rồi đây cũng là một chiếc áp ram mới này ở hướng Ochiretine Sokol đấy đấy À, vũ khí của mỹ đúng là gặp cơn ác mộng đây là một cái máy bay uh, thể thao của phía nga bay lên bầu trời để thể hiện cờ nga trong ngày quốc khánh hình ảnh chỉ mang tính chất đẹp mắt thôi chứ không có ý định tuyên truyền đúng rồi quá đẹp màu cờ rồi là bắn như phá hoa đúng không ạ Ôi, biểu diễn này mới gọi là hoành tráng và một lần trong đời chúng ta cũng phải có một cái máy bay như thế này để biểu diễn cho nó sướng quý vị ạ. su 325 của Ukraine ở sân bay Kirogrod bị UAV tấn công. Hình ảnh này có vài ngày rồi. Và úi rồi, úi rồi, úi rồi. Ông điều khiển UAV run tay kìa. À? Đây là các cái tàu đang dạo chơi trong vịnh Havana, trong đó có các cái tàu kéo, tàu kiếp của phía Nga đấy. Các tàu vận tải, tàu kéo, tàu đổ bộ. Vâng. Các loại luôn, bầu đoàn thê tử luôn. Không về dạng đùa, đúng không ạ? Xem một hình ảnh của một hệ thống phòng không Bắc của Nga lại bị Hima tiêu diệt. nổ rồi nói chung là bắc thì gặp hima thì coi như là gặp ma đúng không <laughs> hima còn gọi là hai ma đấy có nghĩa là gặp hai con ma liền phải nói rằng là cái hệ thống hima uh, rơi vào tay ukraine ở cái thế trận phẫu thuật thực sự là đúng cái nghề đấy đúng cái phát huy được cái sức sát thương ác nhất của nó đúng không ạ rất cơ động đánh lén chính xác xa rồi rút đánh nhanh rút gọn Tuy nhiên thì người ta cũng chỉ làm chậm trận đấu được thôi Chứ còn vũ khí đấy nó không thể thay đổi được cuộc chơi Nó chỉ khi nào nó được trang bị thật nhiều số lượng lớn Mà số lượng lớn thì Nga lại thịt Còn nếu sử dụng các loại tên lửa ATAC tầm xa Thì nó rất nguy hiểm Để nó có thể bắn trên số lượng lớn từ xa Mà Nga phát hiện ra thì rất muộn Vâng, một hình ảnh rất đẹp Xe bọc thép chiến đấu không người lái Kẻ hủy diệt của Nga Ở hướng Donetsk bắn rất đẹp và lần này thì kẻ hủy diệt cũng đã có lồng gà rồi quý vị ạ chúng ta còn nhớ video trước đây ấy 6 cái uav tấn công vào kẻ hủy diệt không người lái mà cuối cùng nó vẫn về được tới nhà đấy lúc bây giờ nó chưa có lồng gà còn bây giờ thì nó đã có lồng gà lồng việt rồi đấy ui rồi bắn kìa cái này thì tôi không biết rằng là nga đang điều khiển bằng cái gì quý vị nhé nhưng mà nếu mà nhìn về những cái xe tăng mới uh, xe tăng của Nga mà xe tăng đồng nát ấy, họ lắp cái ứng dụng thực tế ảo và họ điều khiển như điều khiển UAV luôn. Đấy, thì chắc chắn là tôi không biết cái này thì họ điều khiển như thế nào. Có nhìn giống như mắt người của người nhìn thứ góc nhìn thứ nhất hay không? Nhưng mà chắc chắn thời gian tới Nga sẽ triển khai cái hệ thống điều khiển uh, cái xe này không khác gì điều khiển UAV. Có nghĩa là dưới góc nhìn của người thứ nhất À vâng, cái này là vụ tấn công Iskander rồi. À, vụ này là vụ uh, ký ép rồi. Vẫn là ban nãy rồi, vẫn đang cháy rồi. Lại một quả đạn thông minh tấn công uh, vào trận địa của hệ thống tác chiến điện tử của phía Ukraine. Vẫn là con mắt thần Olan cộng với lại Krasnovol một trong những cái combo có thể nói rằng là được phía nga lạm dụng đúng không ạ và rất hiệu quả trên chiến trường nếu mà trong thời gian tới số lượng đạn và số lượng UAV của nga cộng với lại uh, họ đầu tư thêm nguồn lực và con người vào cái này thì tôi nghĩ rằng đó chính là một cái cơn ác mộng khủng khiếp đối với phía ukraine đấy vì không thể cưỡng được đúng không ạ mình có nói đơn giản là không thể cưỡng lại được cái uh, cái việc là cứ bị phát hiện là chết mà cái việc phát hiện cũng không hề quá khó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái mặt trận từ hướng trên xuống đi. Xem là khắc cốp nào. Khắc cốp hôm nay nếu quý vị nào không xem video chiến sự của chúng tôi thì chúng tôi nói qua một chút là phía Nga đã đẩy lùi, đập tan tất cả những đợt phản công của Ukraine trong làn sóng phản công thứ ba Bắt đầu đánh chiếm xuống phía dưới ở hướng lipsi, Vô Chan và chiếm được pháo đài nhà máy công nghiệp ở hướng Vô đồng thời là mở rộng trận địa sang cánh phải 4 km chiều sâu. Có cảm giác Nga đang chuẩn bị cái giai đoạn 2 của chiến dịch rồi, hoặc thậm chí là một cái mặt trận mới ở hướng phía đông của Kharkov. Còn ở phía Ukraine thì họ vừa đập tan một đạo quân gần 100.000 quân của phía Nga ở hướng Kharkov. Vâng, rất khủng khiếp. Và trận đấu đã được bình ổn trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rồi đúng không ạ? Ca mổ được báo cáo về cho hậu phương là rất thành công, tuy nhiên thì bệnh nhân qua đời hết. Và đây là hình ảnh hệ thống phòng không Stella, một hệ thống phòng không mini di động chuyên để thịt những con UAV và bảo vệ các chiến tuyến ở sát mặt trận của phía Nga rất hiệu quả xem nào là anh khai hỏa đi và anh 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 nói phép vừa thôi. Nét quá rồi nên là nó quay rồi quý vị ạ. Trông mặt non trẹt nhỉ. Ông này chắc tầm chỉ khoảng trên dưới 20 thôi. Thôi cho ông đi qua luôn bởi vì ông hơi mất thời gian. Và đây lại là hình ảnh phá cầu, phá cống rồi. nga chuẩn bị đánh ở nhiều hướng khắc cốp hướng trái hướng phải hướng giữa đánh bổ sung đánh thêm đánh mới tái đánh <laughs> riêng việc phá cầu phá cống thì nga đã họ đã phải làm rất nhiều ở cái hướng này nếu mà nga mà họ có thể hủy diệt được những cái con cầu cây ná thì họ sẽ cách ly cái mặt trận khắc cốp ra mà hai là làm cho ukraine suy yếu hậu cần thêm những hình ảnh phía nga tan phá trận địa của ukraine những hình ảnh mang tính chất tổng hợp các vị trí đóng quân các uh, cụm tập kết trang thiết bị vũ khí các kho đạn các kho hậu cần, quần áo, bánh mì, la vi. Bây giờ thì có cả nữ binh Ukraine nữa thì chắc chắn là có cả cô Tech nữa rồi. Đúng không ạ? Và bây giờ có cả các cụ già tầm 6-70 tuổi thì chắc là cũng có bỉm luôn. Nga tấn công vào các kho bỉm, kho cô Tích, Đúng không ạ? Vi phạm gọi là vấn đề nhân đạo chiến tranh dẫn tới nguồn cung khan hiếm, làm cho quân đội Ukraine mất sức chiến đấu. Một khẩu pháo tự hành nằm trong rừng. Đây là video tổng hợp quý vị Cũng là một khẩu pháo nấp trong rừng. Sở dĩ người ta cứ phải sử dụng cái đen trắng là bởi vì đen trắng thì nó, nó mới soi được người ngợm, xe cộ. Và rất nhiều những video tàn phá công sự chiến hào. Kho đạn. Ui rồi, nó đi nhìn con chó chạy kìa. Quả bom nổ, con chó không sao, nó chạy vào trong cái chiến hào, chắc là tìm chủ. Và cái này có lẽ là chúng ta đã xem cái hình ảnh Crash Novo này. Rồi chúng ta bỏ qua video tổng hợp để đến với các cái video khác để nó có thuyết minh, nó chuẩn hơn. Đây cũng là biên giới của vùng uh, Sumi đấy. Nga đang tấn công vào các trận địa của Ukraine. Nga phá hủy pháo trang thiết bị của Ukraine. Đây là một trong những thiết bị uh, đào công sự ở hướng khắc cốp. Hôm nay thì Nga cũng giả vờ đào công sự ở hướng vô chan trong đêm ngày hôm qua. Thế nhưng mà sáng ra đã thấy tiến về phía đông và chiếm ngoéo mất con nhà người ta 10 km. Và nói chung là rất nhiều chuyên gia quân sự thế giới nói rằng Nga là bậc thầy của gọi là chiến tranh lừa dối mà ở phương Tây, phương Đông chúng ta gọi là mình gọi là cái gì nhỉ? Nghệ thuật quân sự đúng không ạ? binh pháp đẹp chưa đấy đây là xe bọc thép brt 4 của ukraine đấy vừa chạy vừa bắn vào trận địa của phía nga ở hướng khắc cốp nhưng mà rất tiếc là là chiếc xe bọc thép này chỉ bắn xong rồi rút thôi rất đẹp đúng không ạ BRT4 Ukraine đấy cũng là một cái dòng có thể nói rằng là liên quan đến xe Liên Xô đấy còn rất đẹp luôn đáng tiếc là anh vẫn mất đất nga lấy lại thế pha là chủ động và phản công rồi thật lạ đúng không quý vị một cái xe bọc thép nó chạy lờ đờ như vậy mà vâng đấy bắn này bắn một cách bừa bãi vào trận địa xong rồi rút về không hề có một cái quả tên lửa chống tăng hay là một cái UAV vâng hay là bất cứ một cái gì uh, trừng phạt cả, đáng... Vâng rất có khả năng đúng không ạ? Rất có khả năng thì uh, mặt trận nó mới cho nên là người ta chưa thiết lập trận địa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống hướng uh, Kupian, theo hướng uh, kim đồng hồ và vâng. Nga tấn công vào một anten phản pháo ANTPQ-36. Hình ảnh diễn ra ở khu vực Prichane, nơi mà Ukraine đang thiết lập trận địa rất là hùng hổ, chặn đứng các bước tiến công của phía Nga về hướng phía Tây. Prichane nó là một cái cao điểm, Đấy, và phía Nga đang cố gắng để đột phá qua khu vực này. Sau khi họ qua khu vực này thì chúng ta thấy là toàn đồng không bông quạnh thôi cơ bản là Ukraine sẽ rất khó để có thể cản bước tiến quân khi mà họ không có những cái hệ thống phòng thủ cao điểm, dòng sông, dân cư, vân vân. Bom FAB cũng thả xuống đúng chỗ vừa rồi, đúng cái khu vực Pichane luôn. À, Chúng ta nhìn thấy khá chính xác đúng không ạ? Hai quả 1.500 đã thả vào một quả vào cánh rừng và hai quả vào cánh rừng đều chính xác đúng rồi, chính xác tuyệt đối đấy. Đây là đều đúng là khoảng cách khoảng độ mười mấy mét trong một cánh rừng. Rất thú vị. Pháo nhiệt áp đang thiêu đốt Ukraine ở hướng Lugan. Hôm nay Nga cũng tạo được rất nhiều những cái bước tiến mang tính chất đột phá. Nói tóm lại là trong 10 ngày vừa rồi tức là tuần trước và tuần này thì chúng ta đều thấy ngày nào Nga cũng có những cái bước tiến mang tính chất đột phá. Đánh chiếm liên miên, tơi bời tưng bừng, bạt mạng. Và hãy xem tập đoàn tăng số 1 cận vệ của Nga đang hành sự ở tuyến khu vực này đấy. Xem họ làm ăn ra làm sao cái 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 đơn vị tăng cận vệ này nói thực ra là chưa đánh nghiêm túc như lời Putin ấy là đúng là chưa thực sự bắt đầu toàn đánh kiểu tỉa tỉa tót tót xong rồi rút hoặc là đánh chiếm kiểu cơ hội thôi chứ chưa có chạm chán một cái trận tăng hoành tráng nào cả hay là bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những trận đánh kiểu như vậy nữa đúng không ạ nó tương xứng với lại tên của một cái gọi là là tập đoàn tăng cận vệ số 1. Đấy, tức là cái đơn vị tinh túy tí nhất uh, theo cái cấp tập đoàn của phía nga đây là một cái đơn vị mà rất là có thành tích gọi là rất lớn rất cao từ thời chiến tranh thế giới thứ hai được phong danh hiệu cận vệ và được uh, được coi là cái đơn vị đầu tiên theo cấp tập đoàn ukraine nói rằng là trong chiến dịch phản công mùa thu chiếm lại Khắc Cốp thì họ đã nghiền nát, xóa sổ tập đoàn tăng số 1 của phía Nga. Kinh thật. Nhìn chung là nếu mà Ukraine mà họ chịu khó nói thật ấy, thì cuộc chiến này tường thuật sẽ khá thú vị. Đấy mà bây giờ mình lên mình đọc, mình toàn thấy các ông ấy xóa sổ 100.000 quân Nga à, rồi những cái gì à, và... Th -th -th không thể nhớ nổi nữa cho nên là nó và mình cảm thấy là nó xa rời hiện thực quá đúng không ạ đây xóa sổ đây chắc là đây là bóng ma nó bắn rồi và một vài hình ảnh mang tính chất quảng cáo cho tập đoàn tăng xem nào đây là hình ảnh cũng ở hướng kupian đây pháo kích của nga tấn công vào trận địa uh, nhân sự ukraine rất đẹp Chúng ta sẽ di chuyển dần xuống các cái khu vực phía dưới. Hình ảnh hệ thống pháo phản lực của phía Nga ở hướng Cha Sốp Gia. rồi. Con này chắc là đồng nát rồi. Vẫn ghê quý vị ạ. Những pháo phản lực của Nga sản xuất nửa thế kỷ rồi nhưng mà bắn vẫn mình có gọi là rất tởm đấy. Đúng không ạ? Quê tôi tởm có nghĩa là khen quý vị ạ. Thế mới lạ nhỉ. về sau này lên Hà Nội ăn học ấy mà mình cứ khen ai mình cứ nói là ui rồi ơi mày tởm thế ở quê mình thì không bao giờ nói từ bạn cả Đấy, chỉ có mày tao chi tớ xong rồi gọi tên bố mẹ ra thôi thế nhưng mà lên Hà Nội thì bắt đầu mới biết gọi là bạn Đấy, xong gọi là bạn ui rồi bạn tởm thế thì là tí nữa ăn tát của nó à, xem mấy anh uh, sư đoàn cận vệ số dù số 98 làm ăn thế nào ở, ở hướng uh, trà Sốp già phá hủy một chiếc xe bọc thép cô giác bởi tan rồi lại một chiếc giống nhau chăng vâng chính là nó rồi nhiều ông đang đi đăng lại đây là hình ảnh uh, ukraine sơ tán ban nãy rồi đây là hình ảnh uh, lại là pháo nhiệt áp tấn công vào trận địa trang sốp rồi. Và rất nhiều cái này. Không đỡ được đúng không ạ? Không đỡ được. Nhất là cái thế trận thủy triều dâng của phía Nga ấy. À, một trong những thứ để mà có thể khắc tinh pháo nhiệt áp. Thứ nhất là UAV. Nhưng UAV của Kena thì chỉ hoạt động sát giới tuyến là nó bá đạo thôi thế còn tức là tầm ngắn ấy còn tầm trung thì nó lại không ăn thua còn tầm xa thì cơ bản thì lại chọn những cái điểm khe hở của nga để tấn công về còn mặt đối kháng thì cũng không ăn thua à, cho nên họ chỉ trông cậy vào cái hima thôi thế nhưng mà cái thế thế mà địch nó đang dâng thì hima lại rất là khó để có thể đối phó được hima thì phải bắn nhanh rút nhanh chứ còn nếu không là nga họ cũng đang săn lùng đúng không ạ cho nên là rõ ràng ukraine không dám tức là ima nó phải thế chủ động cơ chứ nó không thể bị động được chủ động là nó phát hiện ra con mồi sau đó do nó tiếp cận và nó tung đòn giống kiểu ninja đấy đúng không ạ xong nó nhanh chóng nó rút lui nó phi tiêu rồi nó rút lui chứ còn nó đòi ở lại để nó quyết đấu tới cùng thì nó sẽ chết mặc dù nó rất nhanh vâng uav của nga lại phá hủy xe bọc thép Bradley và BMB hai chiếc liền. Đây là ở hướng uh, Sokin. Đây là đây là đúng không? Đây là cái cái thứ hai là cái Bradley. Những chiếc UAV sắt vụn trị giá vài trăm đô đã đưa tiễn những thiết bị triệu đô lên đường. vâng hãy xem uh, trực thăng nga thể hiện trình diễn ở hướng uh, cũng là khu vực adipka vâng đâu rồi à đây chỉ nhìn thấy đường đạn bắn đấy này quý vị này đường đạn màu trắng đấy bắn vào trận địa ukraine rồi vì trực thăng bây giờ chắc là được trang bị uh, thiết bị tàng hình cho nên là chúng ta không nhìn thấy được rồi anh đã biến mất sau một cú bắn có thể nói là rất là vi diệu. Đạn Krasnobol đang bắn về hướng trận địa uh, điều khiển UAV, gọi là kíp uh, cơ thủ UAV ở cái hồ Novo Alexandrivka. Đây chúng ta có thể dễ dàng nhận diện ra cái vị trí của nó, nó chính là cái con hồ này. Đấy. Đấy. Anh nó nhìn này. Đây rồi. Hôm nay thì Nga đã chiếm được toàn bộ xung quanh hồ rồi. Ukraine mất cái vùng lower Alexandrivka này là một trong những cái mất mát rất là trầm trọng. Và rất trầm trọng vì một thế trận rất sâu và sở trường của Nga cũng là dạng nở hoa gọi là tuet tuet. Bom Nga phá hủy cũng là cái này này quý vị này. Đây là cái đập này. À không, tôi nhầm rồi. Ở đây có hai cái đập bị phá. Cái đập đấy bị phá trước rồi. Đây một cái đập bị phá ở đây này. Đây. Như vậy là Nga chuẩn bị đánh tới nơi này rồi quý vị ạ. Họ đã chiếm được cái làng này này. Chiếm được gần hết làng này. Chiếm được làng dưới và tiến cả ba hướng tới gần rồi. Giờ họ đang phá cái đập ở đây. Đây cái chỗ này này. Đấy. Nhưng quý vị nhìn thấy con đường không? Đấy con đường quanh đấy nhá. Giao lộ nó này. Đấy. Chính là cái khu vực này. Và họ chuẩn bị oánh vào đấy đấy. Lại là UAV. Phá hủy xe bọc thép Marder. Và lần này thì ở khu vực phía dưới. Đây dưới bờ hồ này này. Đây này. Đấy. Đấy. Hồ này. Nổ rồi. Đấy. Đây là cái trận địa cũng sẽ... Nó cũng lối liền với cái vừa rồi thôi. Cũng sẽ là nơi mà trở thành tâm điểm của trận đấu adipka sắp tới đấy nga tiến quá nhanh cho nên trận đấu họ thay đổi quá nhanh chúng ta chưa làm quen với lại cấu hình trận địa cũ thì đã phải quen với cái mới rồi xe bọc thép max pro của mỹ cũng đi lang thang trong một đêm mùa hè thanh vắng có thể nói ban đêm nhìn bằng cái thiết bị quang học ấy nhìn nó còn dễ hơn cả ban ngày đúng không ạ vâng đây là hình ảnh à, tấn công à, tiêu diệt người rồi của ukraine rồi Thôi, chúng ta sẽ bỏ qua nhé vì hòa bình chúng ta không xem những à, thước phim mang tính chất bạo lực và đẫm máu à, xem à, tổ lái của pháo à, tự hành Master. à không phải pháo này là pháo 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 không tự hành được đúng không ạ không tự hành được như là Joe Biden mà phải có xe kéo rồi một vụ đấu pháo giữa cánh rừng Uleda Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành của phía Ukraine bằng tiếc là những cái này nó hơi ấy nhỉ hơi hơi mờ Cái này có vẻ là nó có từ hôm qua rồi, chúng ta chuẩn bị đi tới những cái video cuối cùng ở hướng Dacia. Đây là UAV của phía Nga, và cất cánh lên rất điệu nghệ. Đây chính là tương lai của chiến tranh quý vị ạ. Người lính này thì chưa đeo cái thực tế ảo vào, nếu mà anh ta đeo cái đấy vào thì nó sẽ tăng cái tính hiệu quả lên rất cao nhưng mà nó cũng rất dễ chết bởi vì là không nhìn thấy kẻ địch tiếp cận tới mình lúc nào đúng không ạ? Một đòn tấn công bằng uh, súng chống tăng vào xe của Ukraine và được uh, sự hỗ trợ bởi UAV trinh sát rất đẹp mắt. Và chúng ta lại kết thúc bằng đúng cái nơi chúng ta đã bắt đầu đó là video mà nga đã sử dụng bom bốn quả bom để tấn công vào trụ sở chỉ huy tiền phương đang họp hành ở hướng ra Polizia. Đấy, lái xe lái xước đứng ngoài kìa, toàn xe sang rồi nhá. Xe đen sang này, đấy, pick up pick up này. Vậy là tổn thất về nhân sự lớn đấy, đúng không ạ? Đây là nơi đóng quân tạm thời của Ukraine cũng ở hướng ra Polizia, Vâng, như vậy là chúng ta đã có những cái video cũng uh, tuy không đủ nhưng cũng khá tiêu biểu cho cái ngày giao chiến của hai bên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và mong nhận được sự hỗ trợ, uh, like liếc, comment comment đăng ký đăng ký của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.